chúng ta sẽ không có, từ từ mình sẽ không dùng cái máy máy gì đó, cái máy fibro scan nè. Tại vì trước đây á là để chẩn đoán một cái xơ gan á là mình phải sinh thiết, thì bây giờ ở trong tôi cái sinh thiết chỉ dành cho u gan thôi. Đó là những cái u gan mình muốn chẩn đoán tế bào học thì mình cho xuống sinh thiết. Cái thứ hai trong tôi vẫn đang làm, tức là những cái sinh thiết phổi, u phổi, hoặc là sinh thiết thận cho những cái trường hợp mà nó bị bệnh thận mãn tính á, mình chẩn đoán. Thì cái ngày xưa cái sinh thiết gan mà để chẩn đoán xơ gan là mình sinh thiết đại một cái vùng thôi, tại vì nó không có phải u, thì cái sinh thiết gan nó không có khó, nhưng mà nó có một cái là nó mà kỹ thuật xâm lấn thì đôi khi nó bị chảy máu. Còn bây giờ là mình chỉ sinh thiết gan có u gan thôi, tức là mình phải nhắm trúng đích mình làm. Thì khi mình làm như vậy thì đôi khi nó có cái khó là có những cái tổn thương nó đồng âm và rất là khó nhìn trên siêu âm, thì lúc đó mình nên có cái hệ thống fusion. Thì tôi nghĩ một cái bệnh viện, những cái bệnh viện lớn á, là cần phải có những cái máy lớn nó có tính năng như vậy. Cái thứ hai, một cái tính năng tôi rất là thích trên cái máy siêu âm á, là mình nên có, nếu mình làm can thiệp á thì mình nên có cái needle enhancement, tức là cái mode mà nó làm rõ cái kim á. Thì chẳng qua thì nó rất là đơn giản anh chị, tức là chùm tia siêu âm kinh điển ngày xưa là nó đi vuông góc với đầu dò, còn bây giờ là nó muốn làm rõ cái kim á, là nó phát những cái chùm tia đi xuyên vuông góc với cái kim á, thì nó có cái kim nó rõ lên. Thì với cái công nghệ bây giờ thì thường là cái mốt đó ok lắm, thì nếu mình dùng cái mốt đó thì cái kim mình sẽ thấy rõ hơn, dễ dàng can thiệp. Rồi còn nói về cái đàn hồi đó thì tôi có ý kiến như thế này. Thì ngày xưa là cái fibro scan nó có hai cái điểm mạnh. Thứ nhất là nó đánh giá độ xơ hóa, thứ hai á là đánh giá cái độ nhiễm mỡ của gan. Thì cái thế hệ đầu tiên của siêu âm á là chỉ đánh giá được cái độ xơ hóa gan thôi, nhưng mà đến thế hệ mới bây giờ đó là nó đánh giá cả cái độ nhiễm mỡ nữa. Và khuynh hướng bây giờ là người ta muốn muốn thay cái fibro scan bằng cái siêu âm. Ví dụ như một cái máy fibro scan bây giờ nó phải 1 tỷ mấy, thì bây giờ thay vì như vậy thì người ta mua cái máy siêu âm cho nó tốt, nó có luôn cái công nghệ cả đàn hồi định lượng, cả gan nhiễm mỡ. Ví dụ như bệnh viện tôi vừa rồi nó hư cái máy fibro scan này, cái máy xài lâu quá rồi nó hư, và bây giờ hình như ban giám đốc không có muốn mua cái fibro mới nữa, bởi vì dưới siêu âm là đo được độ xơ hóa thôi, mua chi nữa. Mình làm thì cái công nghệ về về tôi nghĩ về cái công nghệ thì càng ngày nó càng tiến bộ, thì tôi nghĩ là mình nên theo cái tiến bộ đó, mình sắm một cái máy siêu âm cho trong một cái bệnh viện lớn, nên có một cái máy tốt như vậy để nó làm đủ thứ. Rồi bây giờ tôi đề cập đến, bây giờ tôi sẽ cập nhật hai cái chủ đề về cái BI-RADS và cái TI-RADS. Thì bây giờ tức là nó dính dáng đến bướu giáp và bướu vú, thì cái vấn đề mình quan tâm nó là nó lành hay ác tính. Thì nói tổng quan về cái nốt ở tuyến giáp thì đa phần là lành tính cái gì, đa phần là những cái nốt lành tính. Còn ác tính thì mình có cái papillary carcinoma nó chiếm đến 75%, còn ngoài ra là những cái follicular, cái medullary và cái anaplastic, thì những cái đó những cái ung thư ít hơn. Như vậy đa phần cái ung thư giáp là papillary carcinoma, gọi là carcinoma nhú của tuyến giáp, và nhắc lại là tổn thương lành gặp nhiều hơn là ác tính. Tôi có một vài cái lưu ý thì về kỹ thuật siêu âm á, thì các anh chị thấy rằng là đây là một bác sĩ ở trong tôi làm siêu âm thì chẩn đoán đây là cái nốt tuyến giáp khả năng là lành tính. Thì các anh chị nên nhớ rằng là khi tôi làm thì tôi rất là kỹ về kỹ thuật. Các anh chị thấy rằng là cái tuyến giáp nó từ đây đến đây, và như vậy thì nó có một cái khoảng trời mênh mông như thế này. Bạn không có nên chừa một cái khoảng trời mênh mông như thế này, nó không cần thiết. Bạn phải điều chỉnh cho nó tốt thì bạn phải đánh giá tốt cái nốt này. Thì như vậy là một bác sĩ đánh giá nốt này là khả năng lành tính, nhưng mà đến khi tôi coi đó thì cái gì thấy rằng là cái tổn thương nó như thế này, cái bờ nó không có đều đúng không đó, và khả năng có nốt vi mô hóa bên trong. Thì cái này là, và cái độ sâu khảo sát của bác sĩ trước đó là 4 cm, và đến tôi thì tôi làm tối ưu như thế này thì tôi nghĩ đây là một cái nốt ác tính. Và đó, và cái đánh giá là nó là một cái papillary carcinoma.
Thành ra là cái chị lưu ý về cái kỹ thuật nha, tức là nó sẽ phụ thuộc, mà đây mới chỉ là trắng đen thôi đó. Rồi, như vậy là cái thứ nhất tôi nhắc các anh chị là chỉnh cái độ sâu khảo sát vừa và đủ thôi. Rồi, cái thứ hai là mình chọn tần số như thế nào. Tại vì đầu dò bây giờ mình đa tần số. Các anh chị thấy cái hình thứ nhất này nó không có đẹp tí nào đó, cái hình thứ hai này nó đẹp hơn, là trên cùng một người, trên cùng một cái đầu dò. Vậy thì bạn coi tôi chỉnh cái đầu dò, cái tần số đầu dò nè. Các anh chị thấy là từ 15 MHz tôi giảm xuống 8 MHz. Bây giờ thì cái hình này là cái hình tôi để 15 MHz, cái này là 8 MHz. Như vậy thì cái điều thứ hai thì các bạn ngày xưa khi mà tần số đầu dò nó thấp á, thì cứ ước ao đầu dò nó cao lên, đúng không? Nhưng mà cao chưa hẳn là tốt nha. Thành ra là mình chỉnh làm sao cho nó vừa đủ. Thì một trong những cái yếu tố đó là cái mô mỡ ở vùng cổ này nó sẽ ảnh hưởng đến độ xuyên thấu. Cái mô mỡ nó càng dày thì cái tần số nó phải càng giảm, nó mới xuyên thấu tốt được nha. Thành ra là bạn phải chỉnh cái tần số đầu dò sao cho cái hình ảnh nó rõ nhất đó. Rồi, như vậy thì ví dụ như đây một trường hợp, một cái nốt tuyến giáp nhìn là thấy ác tính rồi, tôi để 12 MHz. Thì khi tôi chỉnh xuống 9 MHz thì tôi đánh giá cái nốt này nó tốt hơn cái 12 MHz. Vậy thì cớ gì bạn không dùng, đúng không? Trên một cái đầu dò thôi, mình chỉnh cho nó tốt để có cái hình đẹp nhất. Đó. Như vậy là mình chọn cái tần số đầu dò thích hợp để có hình ảnh tốt nhất, không nhất thiết phải dùng tần số cao nhất. Rồi. Đây là cái hình giải phẫu trên lá cắt dọc. Và trên lá cắt ngang thì rất là nhiều bạn mới làm thì cứ lầm đây là cái nốt tuyến giáp, không? Mà thực ra đây là cái thực quản, mình lưu ý một chút. Rồi. Đây là một trường hợp mà siêu âm lần thứ nhất thì một cái bạn ở nhân dân gia đình làm chẩn đoán là nhân giáp, thì nó có nhiều cái bàn cãi lắm, tôi sẽ lưu ý để mình thấy rút kinh nghiệm. Và bạn ghi rất rõ là Asia nè, Tyrat 4 nè, đó. Rồi, và đến khi mà lần thứ hai thì một bạn cũng làm như vậy, là cái này làm ở nhân dân gia đình, cái này làm ở bệnh viện tôi, thì bác sĩ này cũng chẩn đoán đây là một cái nốt tuyến giáp đó. Và lần thứ ba thì tôi làm, thì các anh chị thấy đây là lần thứ nhất Tyrat 4, lần thứ hai thì cái bạn này có tả Tyrat không? Tả là nốt hồi âm kém và có macro calcification, macro là khuynh hướng là nó lành. Rồi. Và đến lần thứ ba tôi làm thì các anh chị xem nó là cái gì, các anh chị. Đây là lát cắt ngang và đây là lát cắt dọc. Thì cái thứ nhất á, là các anh chị thấy cái bờ nó trơn láng không? Rồi. Cái thứ hai bạn thấy ở trong đó nó có hồi âm dày, đúng không? Rồi. Thế thì tôi yêu cầu bệnh nhân nuốt nước miếng. Đó. Rồi bạn hình dung ra đó là cái gì chưa? Bạn nào biết? Bệnh nhân nuốt nước miếng trên lá cắt nhọc. Bạn thấy cái cấu trúc này nó liên quan đến cái thực quản. À, bây giờ mình nhìn trên lá cắt ngang lại khi bệnh nhân nuốt nước miếng. Cái những cái đốm hồi âm dày đó nó chạy từ cái túi này nó vô trong cái thực quản. Đó, như vậy thì đây là cái bệnh lý túi thừa thực quản. Tức là dọc theo cái ống tiêu hóa của mình đó, nó có những cái túi thừa. Thì nên nhớ đó là một cái túi thừa thực quản. Cái túi thừa thực quản rất là thường gặp, các anh chị lưu ý. Đừng có chẩn đoán nó là một cái nốt tuyến giáp, bởi vì mình đâm kim vô, mình ép lên đây thì nó vô duyên lắm ha. Rồi, bây giờ tôi đề cập đến các phân loại Tyrat. Thì nó nhiều nhóm hiệp hội người ta đưa ra dựa vào dấu hiệu lâm sàng để đưa ra khuyến cáo chọc hút M&A. Một số được đặt tên là Tyrat dựa vào cái hệ thống phân loại của virus của tuyến vú. À. Thì cho nên rằng là nó nhiều bảng phân loại, cho nên khi mà các anh chị xếp loại Tyrat thì cũng giống như lúc nãy tôi đề cập á, về cái đồ hẹp động mạch cảnh trong á, bạn phải nói là NASHED hay là ECST. Thì cái Tyrat cũng như vậy, có rất là nhiều bạn đưa ra Tyrat mà đề Tyrat không không thì tôi không biết là theo cái phân loại nào. Cái anh chị hiểu không? Là bởi vì đầu tiên á là năm 2002 thì ông Kim này ông đưa ra bốn dấu hiệu siêu âm gợi ý ác tính. 2005 thì cái hội siêu âm của Hoa Kỳ thì đưa ra năm dấu hiệu siêu âm gợi ý ác tính, trong đó có thêm cái vai trò của siêu âm Doppler. Cái phòng của mình nó lạnh quá. Đến năm 2009 á, là cái phân loại Tyrat đầu tiên ra đời thì có 10 dấu hiệu siêu âm và cái phân loại này rất phức tạp, không có áp dụng nữa. 2011 á, thì phân loại Jin Jong-wook
là cái phân loại này được dùng rất là nhiều trong một thời gian dài dựa vào bốn dấu hiệu siêu âm. Đến 2011 cũng có một cái phân loại tai giác thứ ba nữa của Jean Root và cộng sự. Và đến 2013 đó là phân loại Root cải biên có vai trò của siêu âm đàn hồi. Phân loại 2016 đó là cái phân loại Root này được cải biên để chuyển thành cái Friend tai giác, tức là phân loại tai giác của Pháp. Rồi tiếp đến là 2015 đó thì mình có cái guideline của Hiệp hội siêu âm tuyến giáp Hoa Kỳ. 2015 thì ACA mới đưa ra bản thuật ngữ ACA tai giác. Bản thuật ngữ không có nghĩa là phân loại, thuật ngữ tức là mình sẽ mô tả những cái triệu chứng nó như thế nào và nó thống nhất trong cái mô tả và sau đó mình mới phân loại sau. Đến năm tháng 5 2016 thì ở Hàn Quốc người ta đưa ra cái Korean tai giác đó. Và đến năm tháng 4 2017 á, thì mới có cái bản phân loại ACA tai giác. Rồi, và đến năm tháng 4 2017 thì bên phía châu Âu á, họ đưa ra cái Euro tai giác. Và như vậy thì cái bản Euro tai giác này dựa trên phân loại của cái Friend tai giác. Như vậy thì các anh chị nên nhớ rằng là nói về tai giác thì các anh chị thấy nó tùm lum chưa? Nó đủ thứ chưa? Thành ra nếu bạn, tôi đâu có cấm bạn theo cái bản nào, bởi vì Việt Nam mình chưa có chuẩn hóa cái gì hết trơn, thì mình dựa vào những cái bản của nước ngoài. Và như vậy thì nếu mà bạn theo cái bản nào, bạn phải ghi rõ là tai giác của bạn nào nha. Nhắc lại nha, tôi không cấm bạn theo bản nào hết, nhưng theo bản nào là bạn phải cho ra cái phân loại đúng của nó. Thì tôi thì khuynh hướng của tôi thì nó hơi bị mỹ hóa một chút, tức là cái gì tôi cũng khoái của bọn tư bản. Thành ra rằng là tôi theo phân loại của Mỹ. Thành ra bây giờ tôi sẽ áp dụng bản phân loại của Mỹ ha. Thì bây giờ như vậy thì cái bản này nó khá phức tạp. Đây là cái bản tiếng Anh, đúng không? Thôi bây giờ mình dịch ra bản tiếng Việt nha. Thì cái bản tiếng Anh thì nó như thế này. Nhưng mà cái gì thấy rằng là nang hoặc hầu như là nang, thoái hóa nang dọc bột biển, hỗn hợp giữa nang và đặc, đặc và hầu như là hoàn toàn đặc. Thì cái này người ta cho điểm. Và trong đây dưới đây nó có một cái nữa nè. Cái nào mà không để xếp loại được thì người ta cho 2 điểm nè. Tôi tổng hợp lại thành cái bản như thế này, cái bản tiếng Việt. Như vậy nè, trong cái bản tiếng Việt á, mình sẽ có thành phần thì mình chọn 1, độ hồi âm mình chọn 1, hình dáng mình chọn 1, những đốm hồi âm dày mình chọn 1 hoặc hơn, và đường bờ thì mình chọn 1. Rồi 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, mình chọn 5 đặc tính. Thứ nhất là nang hoặc hầu như là nang, trên 50% thì mình không điểm. Thoái hóa nang dọc bột biển không điểm. Vừa đặc vừa nang trên 50% là 1 điểm. Nốt đặc hoặc gần như đặc là 2 điểm. Còn cái nốt đó mình không thể xác định, mình cho 2 điểm. Nốt không thể xác định thường là mình có một cái vỏ vôi hóa. Một cái vỏ vôi hóa nó dày, nó che hết, mình không thấy gì phía sau hết, thì mình cho nó 2 điểm. Đó là cái nốt không thể xác định. Rồi, cái độ hồi âm thì hồi âm trống tức là đen thui là 0 điểm, hồi âm dày hoặc đồng hồi âm là 1 điểm, hồi âm kém tức là nó tối đó là 2 điểm, hồi âm rất kém. Hồi âm kém tức là nó kém hơn mô tuyến giáp nhưng mà nó dày hơn cái cơ vùng cổ. Còn hồi âm rất là kém tức là nó kém hơn mô tuyến giáp và kém hơn cơ vùng cổ luôn thì gọi là hồi âm rất kém. Hồi âm kém là 2 điểm mà hồi âm rất kém là 3 điểm, không thể xác định là 1 điểm. Rồi, như vậy là cái mà giá trị của cái thành phần á, là nốt đặc là mình cho 2 điểm. Giá trị của cái độ hồi âm là hồi âm rất kém mình cho 3 điểm, mà hồi âm kém là 2 điểm. Hình dáng á, thì rộng hơn cao. Để đo cao với rộng á, thì mình nên nhớ là người ta quy ước là mình lấy trên lá cắt ngang chứ không lấy trên lá cắt dọc nha các anh chị. Cắt ngang tuyến giáp, không lấy trên lá cắt dọc. Thì là rộng hơn cao là 0 điểm, cao hơn rộng là 3 điểm. Tức là mình lấy cái lá cắt ngang, sau đó mình đo vuông góc xuống từ trên xuống là lá cắt dọc, mình đo ngang song song với mặt đầu dò là ngang, thì cao hơn rộng là 3 điểm mà rộng hơn cao là 0 điểm, tức là khuynh hướng cái nốt mà nó đứng là ác tính mà nó nằm ngang là lành tính. Rồi, cái nữa là đường bờ nó nhẵn là 0 điểm, thì những cái nang hoặc là những cái nốt mà nó có halo đó, nó đường bờ rất là nhẵn 0 điểm. Đường bờ không rõ 0 điểm, đa thùy hoặc không đều là 2 điểm, xâm lấn ra ngoài giáp là 3 điểm và không thể xác định là 0 điểm. Thì cái triệu chứng xâm lấn ra ngoài giáp rất có ý nghĩa, tức là bình thường mình thấy cái tuyến giáp á, là hồi âm tương đối,
cái nốt nó hồi âm kém, và khi mà nó tiếp cận với cái vỏ bao nó hồi âm dày, khi mình thấy mất cái đường hồi âm dày của vỏ bao là mình biết xâm lấn ra ngoài giáp rồi. Những cái đốm hồi âm dày thì tức là mình mô tả những cái vôi đó, thì một cái mà hồi âm dày mà có sạo ảnh đuôi sao chổi mà mình đo cái đường kính ngang của nó lớn hơn 1 cm và là sạo ảnh đuôi sao chổi lớn thì nó là lành tính. Vôi hóa thô là những cái nốt vôi mà có bóng lưng, nó là một điểm. Vôi hóa viền là 2 điểm, một cái nốt mà có viền hồi âm xung quanh ở ngoại vi đó. Còn hồi âm dày lấm tấm, tức là những cái nốt vi vôi hóa đó, tức là thấy nó hồi âm dày mà không có bóng lưng thì nó là 3 điểm. Và những cái sạo ảnh đuôi sao chổi nhỏ dưới 1 ly cũng có ý nghĩa ác tính à. Rồi như vậy thì nếu mà bạn mà với cái những cái đó mình cộng điểm lại thì nó như thế này, cộng 5 đặc tính trên để xác minh. Nhắc lại nha, về thành phần thì mình chỉ chọn một trong mấy cái này thôi, mình lấy điểm. Độ hồi âm mình chỉ chọn một thôi, hình dáng mình chọn một thôi, đường bờ chọn một thôi, nhưng riêng những cái đốm hồi âm dày mình chọn một hoặc là hơn. Tức là nếu mà nó có 2 đặc tính mình chọn 2 luôn, mình cộng điểm lại. Rồi cộng 5 đặc tính lại, nếu mà không điểm thì mình nói là TA1 lành tính. 2 điểm thì mình cho là TA2 là không có nghi ngờ. 3 điểm thì nghi ngờ ít. Thì cái tiêu chuẩn FNA của người ta đó là mình FNA khi nó lớn hơn hoặc bằng 2.5, mình theo dõi nó lớn hơn 1. Nhưng mà cái FNA bây giờ mình rất là dễ làm các anh chị, những cái nốt mà cỡ chừng 4-5 ly mình đều FNA tốt hết. Thành ra nếu mà nghi ngờ ít thì có thể mình theo dõi, nhưng mà bắt đầu từ nghi ngờ vừa trở đi thì mình FNA hết. Và tôi thì không có theo cái hướng dẫn này. Những cái nốt mà tôi bắt đầu từ TR4 mà nghi ngờ là 4-5 ly là mình FNA hết các anh chị. Mình rất là dễ làm. Rồi trên 7 điểm thì TR5 là nghi ngờ nhiều à. Thì vấn đề là cái guideline này thì tôi vẫn cứ tuân thủ theo thôi. Nhưng mà riêng về cái tiêu chuẩn FNA thì tôi làm cứ nghi ngờ là tôi làm thôi. Tức là từ TR4 trở đi là tôi FNA rồi. Còn bác sĩ lâm sàng là nhiều khi TR3 là người ta cũng bắt mình làm luôn. Còn nếu mà các bạn muốn làm cho nó nhanh gọn lẹ là chấm điểm thì mình vô cái trang web này nè. TRAT Calculator này, các anh chị nhấp vô thì các anh chị cho điểm online luôn, người ta cộng luôn cho mình. Đó. Còn nếu mà các anh chị không muốn vô làm online thì như tôi thì tôi làm một cái template mẫu, nó có đầy đủ những cái đặc tính này rồi, cái mình chấm điểm từng cả một. Đó. Thì đó là năm 2017 đến năm 2019 thì người ta dùng cái AI. Thì cái này của một cái nhóm tác giả người ta đưa ra thôi chứ không phải của Asia. Người ta dùng AI Asia TIRAD 2019 thì người ta modify một số cái đặc tính này, tức là cái điểm nó cho nó không có giống như cái Asia TIRAD, thì tôi đưa ra các bạn tham khảo cho, chứ tôi không áp dụng theo cái bản này, bởi vì tôi áp dụng theo đúng cái Asia thôi. Cái gì hình dung không? Mặc dù cái bản này bản sau nhưng mà tôi dùng theo đúng Asia thôi. Đó, thì như vậy thì đây là cái bản của AI Asia TIRAD, thì nó modify một số, ví dụ như nè, cái vừa đặt vừa nang á thì cái TIRAD Asia nó là 1, thì bây giờ cái này nó modify thành 0 điểm. Nó đặt hoặc gần như đặt á thì trước á là Asia là 2 điểm thì cái AI này nó cho 3 điểm. Đó, nó modify một số, nhưng mà tôi thì tôi không dùng theo bản này, tôi dùng theo đúng cái Asia thôi. Không? Thì đây là cái phân loại của người ta. Đó. Và nếu mà bạn muốn theo cái AI này thì đây là cái trang web để bạn vô, để nó cho một cái bảng online để bạn chấm luôn ha. Rồi bây giờ nó có những số cái nốt nào gọi là không thể xác định thành phần và độ hồi âm. Ví dụ như đây một cái nốt nó vôi hóa ở ngoại vi, nó tạo cái bóng lưng như thế này là mình không có đánh giá được cái thành phần bên trong, thì cái này mình nói là cái nốt không thể xác định được cái thành phần và độ hồi âm của nó. Nào. Rồi tôi nhắc qua một cái bảng cũng rất có ý nghĩa là cái bảng French TIRAD, tức là cái bảng của người Pháp. Thì trong cái bảng này đó, tôi dịch ra tiếng Việt như thế này, thì mình thấy rằng là người ta chia ra TIRAD 1 cho đến TIRAD 5. Như vậy thì mình nói Asia cũng từ 1 đến 5, thì cái này nó cũng từ 1 đến 5. Thành ra các anh chị phải ghi rõ nha. Nếu mà nhắc lại nha, tức là nếu mà TIRAD thì các bạn phải là Asia hoặc là French TIRAD chẳng hạn. Mình phải ghi rõ ra. Thì trong cái French TIRAD này á, thì người ta có một cái lưu ý là người ta có dùng đến cái độ cứng trên cái siêu âm đàn hồi. Thì như vậy thì cả cái siêu âm Doppler và cái siêu âm đàn hồi nó cũng có một giá trị nhất định, chứ không phải không ở trong cái phân loại cái nốt tuyến giáp.
Rồi, bây giờ vai trò của siêu âm Doppler thì nó như thế nào? Thì đối với cái thời chưa có siêu âm vi mạch đó, thì người ta nghiên cứu người ta thấy rằng là tưới máu trong nốt thường thấy ở nốt lành tính và không tưới máu trong nốt lại thường thấy ở nốt ác tính. Như vậy là cái này nói là nó hơi bị ngược lại rồi đó, thấy không? Cái thứ hai nữa là năm 2017 trên cái tạp chí siêu âm thì một cái nghiên cứu được trình bày ở cái hội điện quang Hoa Kỳ thì tả là như này: phần lớn nó ác tính thấy trên siêu âm lại không có tưới máu trong nốt. Đấy giờ như vậy là trước đây thì đối với Doppler thì cái siêu âm Doppler màu nó không có ý nghĩa trong cái phân loại nó ác tính. Thì những cái nghiên cứu gần đây tức là nói về cái này, cái đồng thuận của Korea nè, của người người Nhật người Hàn Quốc đó, năm 2016, tưới máu trong nốt không có ý nghĩa tiên lượng nguy cơ ác tính, là siêu âm Doppler nó không đóng gió góp thêm gì giá trị với siêu âm trắng đen đơn thuần, nhưng nó vẫn còn đánh giá tưới máu của hạch cổ di căn. Tại vì một số di căn hạch cổ đó thì mình dùng cái Doppler này để đánh giá cái hạch cổ di căn. Tuy nhiên đến cái thời điểm vi mạch bây giờ thì cái người ta với nghiên cứu thì người ta thấy rằng là như thế này, tức là người ta dùng cái vi mạch để tăng hoặc giảm cái độ thyroid. Cái thứ nhất á, là không có tưới máu vi mạch thì nó là cái thyroid nó không có đổi. Còn cái tiếp hai là nó cái ưu thế là ở quanh cái nốt, chủ yếu là nó vùng quanh nốt thôi. Và cái thyroid ba tức là nó ưu thế ở trong nốt, tưới máu ưu thế ở trong nốt như này, thì cái thyroid này cũng không có đổi. Nhưng cái thyroid mà nếu mà vùng quanh nốt như thế này á, thì từ thyroid 4 thì người ta sẽ trả, tức là mình giảm bớt một cái độ thyroid đó. Còn cái thyroid 3 này là không có thay đổi à, cái tiếp 3 này. Còn cái tiếp 4 á, là nó xuyên thấu từ ngoại vi vô, nó tưới máu từ ngoại vi nó xuyên thấu vô, thì cái này nó có ý nghĩa ác tính, tức là từ 4 nó tăng lên 5. Như vậy thì trong những cái một mình lưu ý cái tiếp 2, tức là chủ yếu ở ngoại vi thì mình giảm cái thyroid, còn nó xuyên thấu từ ngoại vi vừa trung tâm như này thì mình tăng cái độ thyroid lên. Đó. Thì ví dụ như đây là một cái nốt tuyến giáp. Đó, thì cái này mình cho về cái ACR, mình phân loại theo ACR, mình cho nó là 5 điểm. 5 điểm thì nó nằm ở trong cái thyroid 4, tức là nghi ngờ vừa. Đó, thì khi mình làm cái đây là cái Doppler và đây là cái siêu âm vi mạch, thì cái gì thấy là mình xếp vào thyroid 3, tức là cái này nó không có đổi, tức là mình vẫn giữ cái TR 4 và cái này mình FNA thì nó ra là một cái nốt lành tính. Rồi, về cái vai trò của siêu âm đàn hồi thì nó như thế nào? Thì trong cái nghiên cứu trước đây người ta thấy rằng là nó hữu ích ở nốt tuyến giáp với chẩn đoán tế bào học nghi ngờ hoặc không có kết quả, cũng như những cái nốt hình ảnh siêu âm không có điển hình. Rồi, thì mặc dù siêu âm đàn hồi là một cái kỹ thuật hứa hẹn, nhưng nó không có sẵn trên nhiều máy siêu âm, cho nên nó không có nằm trong ACR thyroid. Nó có một cái lưu ý là mặc dù hầu hết bướu giáp thể nhú là cứng, nhưng mà nhiều nghiên cứu cho thấy rằng bướu giáp thể nang, tức là follicular, có thể mềm trên siêu âm đàn hồi. Như vậy là không phải cái bướu ác tính nào nó cũng cứng. Như vậy thì nếu mà bạn làm nốt nó mềm thì cũng không loại trừ ác tính, thì trong đó là có follicular carcinoma. Rồi, cái thứ hai là bướu giáp thể tủy là medullary và di căn tuyến giáp cũng có thể mềm. Tại vì trong cái phần mà tổng quan đầu tiên tôi có nhắc các anh chị á, chủ yếu là mình papillary, nhưng mà cũng có một số là follicular carcinoma, cũng có thể là medullary carcinoma, thì những cái đó có thể là mềm. Cho nên rằng là cái cứng mềm này nó cũng tương đối thôi nha. Như vậy thì có nghĩa là cái đàn hồi nó là một cái phương tiện cộng thêm chứ nó không có quyết định. Các anh chị lưu ý như vậy. Rồi, bây giờ thang như vậy nha. Nhưng mà nếu nó cứng thì nó có ý nghĩa. Thì đây là cái thang điểm 5 của Tsukuba dùng cho cái đàn hồi biến dạng mô, tức là siêu âm định tính chứ không có định lượng. Đó, thì điểm 4 và 5 có giá trị tương đối cao trong cái nốt ác tính. Đúng không? Thì làm sao để biết điểm 4 và điểm 5? Thì tức là bây giờ thông thường á, khi tôi làm thì tôi rất là thích cái đo cái chỉ số ELATO trên BMOD. ELATO trên BMOD tức là làm sao? Mình dùng cái thước đo dual, mình đo trên trắng đen thì nó chạy trên cái ELATO. Thì nếu mà ELATO mà nó bằng cái BMOD
thì mình xếp vào Sukuva 4, tức là có ý nghĩa ác tính. Và cái thứ hai, elato trên 11 và trên 1, tức là cái đa trên đàn hồi, cái đường kính nó lớn hơn trên 11, thì có nghĩa là Sukuva 5 là càng có ý nghĩa ác tính nữa. Điều đó có nghĩa là gì? Khi nó là cái mô ung thư thì nó sẽ xâm lấn ra mô xung quanh. Và như vậy thì trên trắng đen mình không thấy nó xâm lấn, nhưng mà trên đàn hồi thì cái mô xung quanh nó sẽ cứng hơn. Và như vậy thì đường kính ở trên elato nó sẽ lớn hơn trên bimốt. Các anh chị hình dung không? Còn trong tổn thương thì có trẻ có triệu chứng cội mềm, nhưng mà mình sẽ dựa vào cái chỉ số này để mình tính. Đây, tôi nhắc lại nha. Ví dụ nha, bây giờ mình sẽ so sánh ba cái hình này. Cái hình mà cái màu xanh thẫm này á, là mình đo trên cái là cái tổn thương này nè. Tổn thương là cái vòng ngoài đây. Để khi mà cái đàn hồi mình chỉ đo được nhiêu đây thôi. Như vậy là cái tổn thương này nó mềm, nó nằm gọn ở trong. Còn khi mà cả trắng đen và trên đàn hồi nó bằng nhau, tức là cái độ cứng nó ngang nhau như thế này là ý nghĩa ác tính. Và cái thứ hai nữa, đây là cái tổn thương là nó nằm gọn trong cái vòng trọ nhỏ ở trong nè, trên bimốt đó. Còn trên cái đàn hồi nó lớn hơn như thế này, có nghĩa nó là ung thư, cho nên nó mới xâm lấn ra xung quanh, có ý nghĩa. Còn ngoài ra nó cũng có một cái rất là có ý nghĩa, tức là cái sào ảnh BGA, tức là blue green red. Thì cái sào ảnh này đó là nó nói lên đây là một cái cấu trúc nang. À, còn cái trên cái dòng máy này á, là nó là một cái sào ảnh gọi là blue eye, tức là nó có hình giống hình con mắt á. Rồi một cái nữa trên cái đàn hồi á, là mình đo cái strain ratio, tức là nó là cái này gọi là bán định lượng, tức là trên cái dòng định tính á, nó có một cái kỹ thuật gọi là bán định lượng, tức là mình cho một cái roi vô trong tổn thương và cho một cái roi vô mô giáp bình thường như này, thì cái giá trị ngưỡng là 4.2 hoặc là 3.79, nhưng mà thông thường tôi lấy giá trị ngưỡng là 4, trên 4 hoặc dưới 4 thì nó có ý nghĩa là nếu mà nó ít hơn thì nó lành tính, mà trên thì nó có ý nghĩa ác tính. Đó, ví dụ như tôi có đây là một cái nốt tuyến giáp, đúng không? Đó, thì khi mà tôi làm đây là cái đàn hồi định tính, đúng không? Rồi sau đó mình đo thì cái này là mình đo dual, như cái gì đo dual, tức là mình đo trên trắng đen thì nó sẽ chạy trên cái hình đàn hồi đấy chưa. Đó, như vậy là hai cái này nó bằng nhau nè, cái trắng đen và đàn hồi nó bằng nhau, như vậy là cái này là Sukuva 4. À, rồi cái mình cho một cái roi vô trong cái tổn thương và một cái roi đi ngoài tổn thương nè, thì nó ra cái strain ratio này nó chỉ có 3.4 thôi, mà cái ngưỡng mình là 4, trên 4 là ác tính mà dưới 4 là lành tính. Nhưng mà tôi nói rồi, siêu âm nó tương đối thôi, cái này mình sẽ lấy theo Sukuva 4 bây giờ. À, strain ratio là mình không có lấy, mà lấy Sukuva 4 thôi. Cái này mình FNA ra là một cái papillary carcinom đó. Nhưng mà tôi nhắc lại là đàn hồi là cái cộng thêm chứ không phải là cái quyết định. Cái quyết định vẫn là trắng đen. Nhắc lại nha, mặc dù hôm nay người ta giới thiệu với các anh chị về đàn hồi, nhưng tôi nói rằng là mình phải có đủ đồ chơi trên cái máy, nhưng mà mình viết kết hợp lại, trắng đen vẫn là quyết định hết, nhưng đàn hồi là cái cộng thêm cho mình. Thấy chưa? Rồi, đây là một cái nốt mà trên siêu âm trắng đen thì một bác sĩ chẩn đoán là một cái nốt đặc có đốm hồi âm dày ở bên trong, đúng không? Giống như là nốt mà nó có vi bôi hóa bên trong á, đúng không? Anh chị đồng ý với tôi không? Đó, mình cảm giác là một cái nốt như vậy. Rồi thì bây giờ đó, mình coi đi coi lại thì cảm giác như là một cái nốt như vậy, thì tôi mới quyết định làm đốt le. Thì mình thấy hình như nó có túi máu, hình như nó có túi máu, thì tôi mới làm thêm một cái làm cái đàn hồi, thì tôi thấy sọ ảnh BGA, thì tôi nói đây không phải là cái nốt đặc, mà đây là cái nang, một cái thoái hóa nang. Các anh chị hình dung ra không? Thoái hóa nang thì nó là lành tính chứ nó không phải là ác tính, không? Như vậy kết luận nó là một cái sọ ảnh BGA. Như vậy đây là một cái thoái hóa nang, và trong đó cái này là những cái đinh thể keo nó bôi hóa, và như vậy đây là một cái nốt lành tính. Rồi, và bây giờ mình ứng dụng đàn hồi vô thì cái gì thấy đây là một cái nốt mà mình nhìn trên trắng đen là mình nghĩ nó ác tính, đúng không? Trên đàn hồi nó cũng khá là cứng đó. Rồi mình sẽ làm mấy cái. Thứ nhất á, là trên cái đàn hồi định lượng á, thì cái này nó là Sukuva 2 thôi, nhưng mà khi mình đo cái ratio đó là trong nốt và ngoài nốt này, thì cái này nó trên 4 đó, thì cái này nó lại có ý nghĩa ác tính đó.
và cái này FNA ra là một cái papillary carcinoma. Thấy chưa? Thành ra rằng là lý thuyết thì người ta nói như vậy, nhưng mà thực tế là mình áp dụng nó có những cái lúc thế này lúc thế kia, nhưng mà mình lấy những cái tốt của nó mình học thôi. Và như vậy thì tôi nói là phải kết hợp lại, lúc thì mình đàn hồi định tính thôi, lúc mình đo thêm cái bán định lượng, còn cái quyết định chính vẫn là cái trắng đen cả nhà ha. Đó rồi, cái này là một cái nốt mà tính theo euro thyroid, nó là thyroid 5, và cái gì thấy làm siêu âm định lượng đó thì nó rất là cứng. Đó, thì cái này nó cũng là một cái papillary carcinoma. Và như vậy thì trong khi chờ đợi sự đồng thuận á, thì tôi đề nghị như này, đàn hồi biến dạng mô đó, SUVA 1, 2 là lành tính, SUVA 4, 5 là ác tính. Và strain ratio đó, tức là mình cho một cái roi ở trong nốt và một cái roi trong nhu mô giáp bình thường, dưới 2 là lành tính mà trên 4 là ác tính. À, rồi siêu âm đàn hồi sóng biến dạng, tức là đàn hồi định lượng đó, thì cái giá trị ngưỡng của nó, nếu mình làm 2D siêu quay đó là 65 kPa, trên 65 thì mình hướng đến ác tính. Đó là cho tuyến giáp, tại vì tuyến vú nó khác. Rồi, bây giờ tôi áp dụng cái ACR thyroid cho chẩn đoán nốt giáp mà mình có một số ca minh họa. Anh chị thấy rằng là cái đối với nốt tuyến giáp á, thì nhắc lại, nốt giáp và nốt vú thì cứ không hẳn to là ác, mà không hẳn nhỏ là lành, đúng không? Lành hay ác là tùy theo đặc tính của nó. Đây là một cái nốt rất là nhỏ ở tuyến giáp, nhưng mà mình phân tích ra, thứ nhất là nó có đốm hồi dâm dày lấm tấm, đó là 3 điểm. Nó là nốt đặc là 3 điểm, bờ nó không đều là 2 điểm. Mình cộng lại nó là 10 điểm. 10 điểm như vậy thì nó là tia 5, đúng không? Tia 5 thì mình làm FNA. Cái gì thấy FNA cái kim nó phải vô trung tâm như vậy. Rồi chẩn đoán ra nó là tế bào, nó là papillary carcinoma. Kích thước nó chỉ có 3 x 4mm thôi. Như vậy thì 3 x 4 mình làm rất là tốt. Cho nên là nhỏ mà nghi nó có vỏ là mình chơi luôn, phải không? Chứ không có chừa nữa. Thấy chưa? Và những cái nốt này nếu mà mình chẩn đoán sớm như này thì bệnh nhân rất là được hưởng lợi, người ta cắt luôn thùy giáp, nếu mà chưa xâm lấn ra vỏ bao cắt bên thùy giáp là xong. Giải quyết vấn đề sau đó không làm gì nữa hết. Không có phải uống đồng vị phóng xạ, cũng không cần phải làm gì hết, đúng không? Và người ta cũng không cần phải uống iốt mỗi ngày nữa vì còn một thùy. Rồi. Thêm một cái nốt khác á, gì thấy rằng là nó là có đốm hồi âm dày lấm tấm, nó hồi âm kém, nó là nốt đặc, nó cao hơn rộng, đúng không? Cao hơn rộng mình đo trên lá cắt ngang nè. Rồi nó là 11 điểm. Đây. Và các anh chị thấy mình ép FNA vào cái đầu kim nó phải vô trong tổn thương. Thì cái này là tôi dùng cái nốt tôi dùng cái mốt gọi là enhancement nè. Tức là thay vì các anh chị thấy cái chùm tia nó đi xuyên không? Chùm tia nó đi xuyên, tức là khi kim mình vô mà cái chùm tia nó xuyên thì cái chùm tia nó gần như vuông góc với cái kim, thì kim nó sẽ rõ lên. Đó, thì lúc đó thì mình sẽ thấy rõ cái kim. Mình ép FNA ra thì nó là một cái papillary carcinoma. Rồi, một cái nốt này cái gì thấy rằng là nó cao hơn rộng, đúng không? Rồi, nó hồi âm kém, đúng không? Bờ nó không có đều, nó có đốm hồi âm dày lấm tấm bên trong, đúng không? Thì tất cả những cái đó mình cộng điểm lại thì nó 11 điểm. Đấy chưa? Rồi mình ép FNA ra nó là một cái papillary carcinoma. Rồi. Một cái nốt này thì các anh chị thấy cái nốt này nó hồi âm này nó kém hay rất kém? Hồi âm này mình so với cái cơ đây nè. Cái cơ vùng cổ đây, cái hồi âm này rất kém, tức là nó phải 3 điểm. Mà nốt đặc không? Đặc. Cái bờ này không đều không? Không đều. Rồi cao hơn rộng không? Cao hơn rộng. Đó. Thì cái này nó có đốm hồi âm dày lấm tấm, rồi có vôi hóa thô nữa, thấy không? Mình cộng điểm lại. Cạnh nó là một cái nang, thì cái nang này lành tính rồi, thấy không? Rồi cái thằng này mình đo đó, nó xâm lấn vỏ bao, là tại sao bạn biết? Bạn thấy cái vỏ bao nó có hồi âm dày nè, đến đây nó mất cái hồi âm dày đi thì mình biết nó là có xâm lấn vỏ bao nha. Rồi như vậy thì mình làm ra nó là cái gì các anh chị? Nó là một cái papillary carcinoma. Rồi, thì theo các bạn cái này nốt lành hay ác? Nhìn này thì bạn thấy nó có vẻ lành, nhưng mà trên lát cắt dọc thì bạn thấy cái bờ này nó hoàn toàn không đều. Hồi âm này nó kém hay rất kém? Hồi âm mình cho hồi âm kém, thấy không? Nốt này đặc hay không? Nó là đặc. Rồi, và cái này rộng hơn cao là nó không điểm nha. Mình tính đo trên cái lát cắt ngang này thôi. Rồi mình cộng điểm lại là nó 10 điểm. Như vậy là phải FNA. Tôi không quan tâm đến kích thước. Tôi thấy nó là từ tia 4 là tôi FNA hết rồi.
thì mình thấy rằng là nó tưới máu như thế này, nhưng đàn hồi nè nó mềm chứ nó không cứng anh chị. Nhưng mà tôi sẽ không dựa vào cái tiêu chuẩn này mà tôi dựa vào cái trắng đen, đúng không? Đó, cái này là tôi làm sinh thiết luôn. Thì tại vì cái nhược điểm của FNA là gì? Cái này là sinh thiết chứ không phải FNA. Nhược điểm của FNA á là, và cái này bệnh nhân cũng rất là bị tội về cái này, tức là FNA là kỹ thuật rất dễ làm nhưng mà nó bị âm tính giả rất là nhiều, bởi vì nhiều khi những cái nốt nó dầu tới máu á, các anh chị đâm kim vô cái máu nó chạy lên và không có tế bào ung thư lên, và bệnh nhân được trả lời là không thấy tế bào ung thư, và bệnh nhân người ta nghĩ là người ta không có bị ung thư, và cái đó là lỗi của mình nữa. Là những trường hợp FNA tôi luôn dặn bệnh nhân cái nốt này tôi rất là nghi ngờ ung thư, nghi ngờ nó không có tốt. Mình nói ung thư người ta sợ, cái này tôi rất là nghi ngờ nó không có tốt, cho nên nếu mà kết quả nó trả về lời là không thấy tế bào ác tính thì nên làm thêm một hai lần nữa. Các anh chị hiểu không? Người ta phải quay trở lại mình để FNA tiếp á. Và bởi vì nhiều khi mình FNA lần thứ nhất nó không ra, lần thứ hai nó mới ra, hoặc lần thứ ba nó mới ra đó. Và trong tôi thì những cái nốt mà khuynh hướng nó khoảng còn 1 cm thì hầu hết tôi đề nghị sinh thiết hết. 1 cm trở lên là tôi đề nghị sinh thiết. Nên đây là một cái nốt tôi làm sinh thiết nè. Sinh thiết á, thì các anh chị nên nhớ là sinh thiết của mình á, là nó có hai loại. Một cái loại tự động á, thì thông thường ở trong tôi dùng cái ba cái súng tự động của ba, nó tròn tròn, nó hình vuông á, giống như khúc gỗ mình bấm, thì khi đó thì cái kim sinh thiết nó sẽ đi tới. Bạn hình dung không? Còn cái này á, là cái súng bán tự động. Súng bán tự động thì mình sẽ kiểm soát được cái đầu tật của nó nè, bởi vì mình rất là dễ đâm vào mạch máu vùng cổ. Và cái thứ hai nữa, mình dùng cái lõi, cái sinh thiết lõi này, mình dùng cái kích thước nhỏ nhất. Thì ví dụ như là sinh thiết này mình có cái 14 gao, 16 gao, 18 gao, thì cái 18 là cái nhỏ nhất và cái 14 là cái lớn nhất. Nha, chứ cái số càng lớn là càng nhỏ, mà càng nhỏ là càng lớn. Thì cái này đối với tuyến giáp thì mình dùng cái 18, thì mình đây là mình đang làm sinh thiết đây. Đó. Thì nó đưa ra là một cái neoplast, tức là một cái bướu tân sinh, và yêu cầu một cái ancillary test. Đó. Thì sau đó thì bác sĩ quyết định cắt luôn. Cắt luôn nó là một cái papillary carcinoma. Rồi. Còn đây là cái gì thấy điển hình của một cái lành tính, nó gọi là thoái hóa nang dạng bọc biển. Thấy không? Mình chấm điểm vô là nó không điểm hết. Đó, thành ra rằng là những cái thoái hóa nang bọc điểm này thì mình không có làm gì hết á, mình chẩn đoán nó lành tính TR1, lành tính không có FNA gì hết á. Nhưng nhiều bác sĩ lâm sàng vẫn yêu cầu mình làm, yêu cầu làm thì mình làm thôi. Thì cái này mình làm nó ra là một cái lành tính, thấy không? Rồi. Bây giờ cái nốt như thế này mình chấm điểm như thế nào? Cái này là coi xem như là một cái nốt đặc. Rồi, cái rộng hơn cao, đốm hồi âm dày lấm tấm có, bờ không đều có, hồi âm kém có. Mình cho nó là 10 điểm. Và như vậy thì làm cái đàn hồi, nó là Sukwa 3 và nó dầu tưới máu, thấy không? Và cái này mình làm ra nó cũng là một cái papillary carcinoma. Như vậy thì cái trắng đen nó có nhiều lắm các anh chị. Đây là một cái nốt mà mình nhìn thấy là ác tính rồi. Thấy chưa? Đó, nó cao hơn rộng, nó bờ không đều. Đó, rồi. Và như vậy thì mình làm cái gì? Cạch nó là hạch cổ nha. Như vậy đây là cái vùng, cái hạch cổ bên nốt bên trái, nốt giáp bên trái và hạch cổ bên trái luôn, rất là to. Thấy không? Và như vậy thì mình làm sinh thiết cả hai luôn. Thì cái này mình sinh thiết tuyến giáp, à, đây là sinh thiết hạch cổ. Thì sinh thiết tuyến giáp thì nó ra là medullary carcinoma. Sinh thiết hạch cổ thì nó gợi ý là di căn từ cái medullary carcinoma. Rồi. Bây giờ đây là một cái nốt cũng khá là ác tính nếu mình nhìn trên cái siêu âm trắng đen. Thấy chưa? Đây là lát cắt ngang và đây là lát cắt dọc. Rồi. Nó là 11 điểm. Và như vậy thì cái đàn hồi đây, cái gì thấy rằng là nó xung qua 3 thôi, nhưng mà mình vẫn quyết định mà bệnh nhân được FNA. Thì cái này là mình dùng cái nốt mốt 5-steer để mà thấy rõ cái kim đó. Đó. Thì nó gợi ý là một cái papillary carcinoma. Rồi. Còn cái nốt này á, thì thằng nhìn ở trên siêu âm á, thì mình nghĩ nó là lành tính á, là bởi vì thứ nhất á, là mình thấy nó có halo nè. Đấy, có một cái viền hồi âm kém quanh tổn thương. Mà cái nốt này là đồng hồi âm, mà đồng hồi âm là không điểm, bờ nhẵn là không điểm, rộng hơn cao là không điểm.
đàn hồi nó cũng lành tính luôn, phải không? Thì đó, mình ép bên đây ra thì nó là một cái lành tính, đúng không? Rồi, còn đây là một cái nốt cũng gần tương tự nha, và cái này nó khá là tròn, hồi âm, đồng hồi âm, đúng không? Và như vậy, như nó có dầu tiêu máu ở trong đây thì mình cho nó 3 điểm thôi là ác tính thấp. Rồi, thì trên cái xạ hình đó thì người ta nói nó là một cái nốt lạnh, mà nốt lạnh là có nguy cơ, cho nên bác sĩ yêu cầu FNA. FNA ra nó là một cái papillary carcinoma. Rồi, như vậy thì chẩn đoán hình ảnh không chưa đủ, mình phải thêm phương pháp khác nữa. Đây là một cái nốt khác. Các anh chị thấy là mình đánh giá cao phân rộng trên lá cắt ngang nè, cái này cao phân rộng nè. Đó, nhưng bờ nó nhẵn, có gì mình nói đó, cao phân rộng 1 điểm, bờ nhẵn là 0 điểm. Vôi hóa lấm tấm 3 điểm, vôi hóa thô 0 điểm, hồi âm rất kém 3 điểm, mình cộng hết lại thì nó ra là 10 điểm, đúng không? 10 điểm là nó là tai rách 5 rồi, là mình phải, nếu mà là ACA thì mình dùng chữ TA là 5, phải không? Thì cái này nó là một cái papillary carcinoma. Đó. Đây là một cái tuyến giáp mà ở bên phải nó có hai nốt, mà một cái nốt nó như thế này và một cái nốt thoái hoa nang dọc bộ biển. Như vậy nếu mình làm là mình làm cái nốt này thôi, còn thoái hoa nang dọc bộ biển mình đừng có đụng vô, đúng không? Bởi vì nó lành tính. Như vậy là bên phải nó có hai nốt thì mình làm cái nốt này. Cái nốt này trên lá cắt ngang, trên lá cắt dọc là cái tổn thương nó như thế này. Đó. Và như vậy thì mình chấm nó 12 điểm. Đàn hồi thì các anh chị thấy rằng là su qua 3 thôi, tức là không có cứng đâu. Đó, nhưng mà mình vẫn quyết định nó là không nghi ngờ thôi và không có loại trừ được cái follicular carcinoma. Và cuối cùng khi người ta mổ ra, đó là một cái papillary carcinoma. Trời. Cái gì thấy rằng là đây là một cái nốt mà nó xâm lấn vào bao, nó vừa vôi hóa dày và vừa vôi hóa vi vôi hóa, hồi âm kém, mặc dù Sukuba nó có 1 điểm thôi, nhưng cái này mình vẫn nghĩ đến ác tính, đúng không? Bởi vì ngoài cái chuyện cái nốt ác tính rồi, mình có cái hạch di căn nữa. Đây là cái hạch di căn, thường là tổn thương mẹ làm sao thì con nó như vậy, thì những cái hạch di căn này đặc tính nó rất là giống cái tổn thương gốc của nó, thấy không? Đây là cái hạch di căn, nó có vôi hóa, vi vôi hóa ở trong những cái hạch di căn luôn. Rồi, mình cho nó 12 điểm và làm FNA ra nó là một cái papillary carcinoma. Một cái nốt khác, các anh chị thấy mình chấm điểm nó là bờ nhẵn cao hơn rộng, đúng không? Nhưng cái gì nên nhớ, hạch di căn này, cái hạch di căn này đặc tính rất là giống tổn thương ở mô tuyến giáp, như vậy là rất là gợi ý ác tính, đúng không? Rồi mình cho nó 9 điểm, tức là vừa có nốt và cái gì thấy là hạch di căn nhiều khi lớn hơn tổn thương nguyên phát của nó nữa, thấy chưa? Rồi và cái trường hợp này thì mình làm FNA và sinh thiết. Như vậy là FNA cho cái nốt và làm sinh thiết cho cái hạch cổ. Thì cái này FNA cho cái nốt thì gợi ý papillary, và sinh thiết hạch cổ thì nó ra là di căn từ cái papillary carcinoma. Rồi, như vậy thông điệp mang về của mình là gì? Như vậy là những cái nốt tuyến giáp cần được phân loại. Và cái khuyến cáo tôi theo khuyên các anh chị là nên làm theo cái ACR TIRAD. Nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà mình làm cái bản báo cáo mẫu cho nó chuẩn thì mình sẽ làm được, còn không thì mình vô cái công cụ online mà tôi có kèm trong bài đó. Thì cái phân loại ACA tai rác của tuyến giáp dựa chủ yếu vào 2D, và mình có thể kết hợp với vi mạch và đàn hồi để tăng hoặc là giảm độ tai rác. Rồi cái ACA tai rác nó đánh giá 5 đặc tính, gồm có thành phần, độ hồi âm, hình dáng, đường bờ và những đốm hồi âm dài. Nên FNA những cái nốt dưới 1 cm nhưng mà nghi ngờ nhiều. Và nếu siêu âm phân loại theo ACA tai rác rất nghi ngờ mà mình làm FNA mà nó lành tính thì mình nên làm FNA lại hoặc là nên sinh thiết. Đây là một trường hợp. Các anh chị thấy rằng là ngày 26 tháng 5 năm 2000 bệnh nhân được tôi làm FNA lần thứ nhất thì nó cho ra là một atypical follicular cell, tức là một cái follicular, tế bào follicular mà không có điển hình, và đề nghị làm FNA lần thứ hai. FNA lần thứ hai thì đây là cái hình ảnh, cái gì thấy rằng là hình ảnh rất là nghi ngờ ác tính, đúng không? Rồi mình làm FNA lần thứ hai thì lại cho ra là benign follicular lesion. Đó, nhưng mà bệnh nhân này khi mà tôi làm, tôi nói rằng là cái nốt này tôi rất là nghi ngờ, cho nên khi bệnh nhân nhận kết quả lần thứ hai này thì bệnh nhân
đòi mổ. Và bởi vì bệnh nhân vẫn nghĩ nó là không ổn. Rồi, cuối cùng kết quả mổ ra nó là một cái papillary carcinoma. Thấy chưa? Như vậy thì các anh chị nên nhớ rằng là cái gì nó cũng có cái sai hết. Không? Mặc dù là đây là phòng lab chuẩn nha, chứ không phải ở Việt Nam làm đâu. Cái này gửi qua Thái người ta làm, phòng lab này có chứng nhận của quốc tế luôn. Nhưng mà các anh chị thấy vẫn bị đó. Thấy chưa? Đó, và cuối cùng kết luận nó là một cái papillary carcinoma. Thành ra rằng là các anh chị thấy rằng là tóm lại là gì, trong cái phân loại tái rát thì bạn nên có đầy đủ đồ chơi, mình trắng đen, đàn hồi, vi mạch nếu có mình chơi hết, nhưng nhắc lại trắng đen vẫn là cái quyết định. Và cái thứ hai, bạn dựa vào những cái yếu tố bạn cứ cho điểm vô, nếu mà từ tái rát 4 trở lên là bạn phải FNA, và nếu mà lần thứ nhất không ra và lần thứ hai thì bạn làm tiếp lần thứ ba, và tốt nhất là trên một bạn nên làm sinh thiết luôn. Còn nếu nghi ngờ nữa cắt luôn, nhiều khi nó là ác tính không. Rồi, và cái mà nhắc lại là các anh chị phải theo nó nhiều bạn phân loại đó, cho nên bạn phải ghi rõ là tôi đang theo cái ACR tay rát.